thế giới chứng kiến căng thẳng mới. Mỹ, Anh cảnh báo khả năng xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, lên dây cót sẵn sàng cho kịch bản này. Trong khi đó, Nga cáo buộc ba nước Baltic âm mưu phá hoại bầu cử tổng thống. Trên chiến trường Đông Âu, Ukraine tuyên bố hủy diệt niềm kiêu hãnh của ông Putin trong năm nay. Quan chức Ukraine nói Nga tốc lực giành quyền kiểm soát pháo đài Avdiivka, tình hình cực kỳ nguy cấp. Ở Trung Đông, Biển Đỏ tiếp tục rực lửa, tàu Hy Lạp bị cuốn vào vòng chiến, Anh rút tàu khu trục tối tân. Bộ trưởng Israel xin lỗi vì con trai ám chỉ Tổng thống Mỹ mắc bệnh Alzheimer. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ở Mỹ, Tổng thống Biden đổ lỗi ông Trump ngăn cản thông qua dự luật an ninh biên giới. Lãnh đạo Mỹ Latin thương tiếc cái chết của cựu Tổng thống Chile Sebastián Piñera. Hoàng tử Harry về Anh sau tin vua cha mắc ung thư. Cảnh tượng đàn cá voi sát thủ bị vây khốn trong lớp băng trôi ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản. Tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 7 tháng 2. Thảo Nhi kính chào quý vị đến với chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ. Thưa quý vị, chiến sự Đông Âu sắp tròn 2 năm và vẫn đang tiếp diễn ác liệt, thậm chí có nguy cơ lan rộng. Mới đây, Lầu Năm Góc cảnh báo khả năng xảy ra xung đột với Nga nếu gói viện trợ bổ sung cho Ukraine không được phê duyệt. Trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 2, phát ngôn viên Lầu Năm Góc bà Sabrina Singh nói: "Chúng ta cần nhận thức rõ ràng về hậu quả nếu Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine. Ông Putin sẽ không ngừng việc tiếp tục nỗ lực gia tăng quyền lực và kiểm soát bên ngoài biên giới Ukraine. Trong trường hợp ông ấy tấn công một quốc gia thành viên NATO, chúng ta sẽ thấy Mỹ bị kéo vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga." Nữ quan chức cũng nhấn mạnh, việc Washington ngừng viện trợ cho Kiev sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quân đội Ukraine, mà còn tạo điều kiện cho Moscow mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới Ukraine, tiến vào lãnh thổ của các đồng minh NATO. Vì vậy, hoặc chúng ta viện trợ Ukraine ngay bây giờ, hoặc phải chi tiền nhiều hơn sau này để đối phó với Nga, bà Singh nói thêm. Trước đó cùng ngày, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cảnh báo nếu Quốc hội không thông qua dự luật ngân sách bổ sung viện trợ cho Ukraine, Washington sẽ không còn có thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Kiev. Cuối tuần trước, Thượng viện Mỹ đã công bố dự thảo ngân sách an ninh quốc gia trị giá 118 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng hòa gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố dự luật trên sẽ không được đưa ra bỏ phiếu ở Hạ viện. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố London đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xảy ra xung đột với Nga khi trả lời phỏng vấn của Sky News mới đây. Ông Sunak cho biết đã tăng ngân sách Bộ Quốc phòng lên mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh và sẽ phân bổ khoản tiền này cho các hoạt động phòng vệ. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, chúng ta được bảo vệ tốt và đầu tư tốt. Anh là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trong NATO. Điều này đã duy trì điều đó trong một thập niên. Có thể thấy từ những gì chúng ta đã làm ở Ukraine, chúng ta sẽ đứng lên vì những điều mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta sẽ không để hành vi gây hấn diễn ra mà không bị kiểm soát và trừng phạt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các thành viên Quốc hội Anh thể hiện lo ngại rằng quốc phòng nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh cường độ cao trong thời kỳ bất ổn toàn cầu gia tăng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Patrick Sanders, ngày 24 tháng 1 nói rằng Anh phải khẩn trương mở rộng quy mô quân đội lên khoảng 120.000 quân trong vòng 3 năm, gần như tăng gấp đôi so với lực lượng hiện tại. Kể cả vậy, tướng Sanders cho rằng điều này vẫn chưa đủ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đồng thời nói rằng chi tiêu quân sự sẽ tăng vượt mục tiêu hiện tại là 2,5% GDP để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu này. Không chỉ Anh, gần đây các lãnh đạo quân đội của nhiều quốc gia NATO đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia NATO trong 5 đến 8 năm tới. Báo Bild của Đức cũng trích dẫn một tài liệu mật cho biết Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một cuộc tấn công mở vào NATO vào giữa năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy kêu gọi nước này sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.
Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các mối đe dọa quân sự tiềm tàng, bao gồm khả năng Nga tấn công Ba Lan. Cuối cùng, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới. TASS đưa tin, Nga vừa cáo buộc Estonia, Latvia và Litva có hành vi phá hoại cuộc bầu cử sắp diễn ra ở nước này, sau khi ba nước Baltic phớt lờ đề nghị đảm bảo an ninh tại điểm bỏ phiếu tại Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Nga ngày 6 tháng 2 triệu tập đại diện lâm thời của Estonia, Latvia và Litva do không nhận được phản hồi phù hợp trước những đề nghị liên tục từ phía Nga về đảm bảo an ninh trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, theo Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao, các nước Baltic có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga đề nghị chính quyền Estonia, Latvia và Litva thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho cử tri và nhân viên Đại sứ quán Nga trong thời gian bỏ phiếu. Nếu hành vi phá hoại tiếp diễn, chúng tôi sẽ phản ứng dứt khoát trong khuôn khổ quan hệ song phương lẫn các thể chế quốc tế, buộc chính phủ các nước Baltic phải chịu trách nhiệm. Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 15 đến 17 tháng 3. Các đại sứ quán sẽ có điểm bỏ phiếu dành cho công dân đang sinh sống ở nước ngoài. Estonia, Latvia và Litva từng thuộc Liên Xô và có số lượng lớn người Nga sinh sống. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã cảnh báo đại diện ngoại giao ba nước Baltic rằng cộng đồng người Nga tại các quốc gia này sẽ phản đối quyết liệt nếu tiến trình bỏ phiếu gặp trở ngại. Estonia, Latvia và Litva đều là thành viên Liên minh quân sự NATO và Liên minh châu Âu EU cùng giữ lập trường ủng hộ Ukraine. Cũng chính vì thế mà quan hệ giữa ba nước Baltic và Nga ngày càng xấu đi. Cập nhật tình hình chiến trường Đông Âu. Thưa quý vị, chỉ huy Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Alexei Nizpapa vừa tuyên bố cây cầu Crimea dài 19 km nối bán đảo cùng tên với đất liền Nga sẽ bị đánh sập trong năm nay. Thông tin được đài RT đăng tải. Phát ngôn trên được ông Nizpapa đưa ra trong cuộc trò chuyện với nhà báo Ukraine Alexander Gordon, người đang bị Moscow truy nã vì truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga và kích động hoạt động khủng bố. Những ngày mà cầu Crimea còn đứng vững sắp kết thúc, tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải đợi điều đó quá lâu, ít nhất là trong năm nay, Phó Đô đốc Nizpapa nói. Vị chỉ huy khẳng định ông nắm rõ điểm yếu của cây cầu và đã có phương án để phá sập cơ sở hạ tầng quan trọng này. Cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu do đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin lái chiếc xe tải Kamaz màu cam khánh thành vào năm 2018. Vào thời điểm đó, ông Putin đã ca ngợi đây là một thành tựu nổi bật, giúp Crimea và Sevastopol phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, truyền thông Nga ca tụng cây cầu là công trình xây dựng của thế kỷ. Tháng 10 năm 2022, cây cầu nối Crimea với đất liền Nga bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ đánh bom. Sau khi cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích quy mô nhằm vào hệ thống năng lượng trên khắp Ukraine để đáp trả. Tháng 7 năm ngoái, Kiev tiếp tục tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái, khiến hai dân thường thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi mồ côi. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công là tàn bạo và vô nghĩa dưới góc độ quân sự, bởi cây cầu không còn được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự và đạn dược. Trong khi đó, hãng thông tấn liên kết với Điện Kremlin RIA Novosti mới đây đưa tin 4 cảng thuộc tỉnh Leningrad của Nga đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo nguồn tin, các cảng nêu trên bao gồm Vyborg, Vysotsk, Pramorsk và Ustyuga. Động thái được đưa ra nhằm đối phó với khả năng xảy ra các tình huống khẩn cấp do con người tạo ra, chẳng hạn như những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Cuối tháng trước, hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một nhà ga thuộc tổ hợp sản xuất khí đốt tự nhiên của công ty tư nhân Novatek tại cảng Ustyuga, vùng Leningrad. Đây là một trong số hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ nước Nga trong thời gian gần đây. Trên mặt trận miền Đông, Kyiv Post dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết Nga đang triển khai một lượng rất lớn quân tiến vào thành phố Avdiivka ở Donetsk. Vị này nói thêm rằng tình hình tại đây rất khó khăn, thậm chí rất nghiêm trọng ở một số vùng.
Ông Vitaly Barabas, người đứng đầu cơ quan quân sự của thành phố thuộc tỉnh Donetsk ngày 6 tháng 1 nói, chưa có trận đánh nào trên đường phố Avdiivka. Vài tuần trước, Ukraine nhận định tình hình tại Avdiivka khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Nhưng theo ông Barabas, tình hình hiện tại trở nên rất khó khăn và ở một số nơi là rất nghiêm trọng. Ông Barabas khẳng định đối phương đang điều lực lượng rất lớn vào thành phố Avdiivka. Điều này không có nghĩa là chúng ta đã mất tất cả, nhưng mọi thứ đều rất tồi tệ. Kể từ năm 2014, quân đội Ukraine đầu tư xây dựng để biến Avdiivka thành một pháo đài ngay cạnh thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Nhưng sau đó, các đơn vị Nga đã bao vây ba mặt thành phố, khiến Ukraine chỉ còn đường tiếp tế từ phía Tây. Thời gian gần đây, lực lượng Nga đang liên tục pháo kích Avdiivka, buộc quân đội Ukraine rút khỏi thành phố. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước thông báo các đơn vị Nga đã củng cố vị trí xung quanh Avdiivka và xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine tại một số nơi. Việc giành được Avdiivka sẽ giúp quân đội Nga mở rộng thêm 50-60 km trên tiền tuyến, tạo nên cửa ngõ từ thủ phủ Donetsk đến các thành phố khác như Konstantinovka ở phía Bắc, tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Kyiv Independent đưa tin một nhóm tin tặc đã thành công truy cập vào các máy chủ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, nơi chứa dữ liệu chi tiết về quá trình sản xuất và giá thành của máy bay không người lái tự sát Shahed 136 hiện đang được Nga sử dụng rộng rãi trong xung đột ở Ukraine. Theo Kyiv Independent, IRGC đã tạo ra một công ty vỏ bọc có tên là Sahara Thunder để tiến hành hoạt động mua bán vũ khí giữa Iran và Nga. Một nhóm thuộc mạng lưới tin tặc Brana đã công bố một số tài liệu nội bộ, tiết lộ chi phí sản xuất cũng như lợi nhuận mà Iran thu về sau các thương vụ bán UAV Shahed 136 cho Nga. Theo tài liệu, một chiếc UAV Shahed 136 có chi phí sản xuất là 375.000 đô la Mỹ. Sau quá trình đàm phán, Nga có thể mua UAV này với đơn giá 139.000 đô la Mỹ nếu đặt hàng 6.000 chiếc hoặc 290 đô la Mỹ nếu số lượng trên 2.000 chiếc. Tổng cộng, chính phủ Iran đã kiếm được 1,8 tỷ đô la Mỹ từ việc bán máy bay không người lái cho Nga. Một phần số tiền này được thanh toán bằng vàng. Đầu năm nay, các quan chức Nga thông báo nước này đang phát triển phiên bản giá rẻ của UAV Shahed cho Iran sản xuất có tên là Hawk. Hiện Nga và Iran chưa bình luận về thông tin trên. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang tiếp tục tăng cường quan hệ với một đồng minh khác của mình là Triều Tiên. Hôm 7 tháng 2, TASS dẫn lời một quan chức Nga cho biết nước này và Triều Tiên đang nghiên cứu một gói thỏa thuận rất tuyệt vời mà Tổng thống Vladimir Putin có thể ký kết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng sắp tới. Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Masegura cho hay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về thời gian thực hiện chuyến thăm. Việc chuẩn bị hiện chỉ giới hạn ở công tác soạn thảo các văn kiện chung dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là gói thỏa thuận rất tuyệt vời. Ngoài việc nói các thỏa thuận sẽ giúp ngành du lịch giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn, ông Masegura không tiết lộ thêm thông tin chi tiết nào. Cũng theo ông, năm nay sẽ là một bước đột phá trong quan hệ Nga-Triều Tiên về nhiều mặt. Vào năm 2023, Tổng thống Putin đã nhận lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Bình Nhưỡng. Nga đẩy mạnh các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Triều Tiên sau khi Nga cô bị phương Tây liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Mỹ cho rằng mối quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng gia tăng nguy hiểm, đồng thời lo ngại hai nước hướng tới hợp tác quân sự mới. Cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Nga nhấn mạnh sẽ phát triển quan hệ với bất kỳ quốc gia nào mà họ muốn và khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Bình Nhưỡng không trái với các thỏa thuận quốc tế. Tiếp nối chương trình là những tin tức đáng chú ý liên quan đến tình hình Trung Đông. Ở Biển Đỏ, theo tờ UK Defence Journal, Vương quốc Anh hôm 6 tháng 2 đã rút tàu khu trục phòng không HMS Diamond về cảng bảo dưỡng sau 3 lần bị UAV của lực lượng Houthi tấn công trong 2 tháng triển khai đến vùng biển này. Và cũng trong cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông báo một tàu Hy Lạp đã bị hư hại do đòn tập kích mới của Houthi ở Biển Đỏ. Theo thông báo của Hải quân Anh thông báo hôm 6 tháng 2, HMS Diamond sẽ về cảng bảo dưỡng và tiếp tế nhu yếu phẩm. Tàu hộ vệ HMS Richmond sẽ thay thế nó, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm quyền tự do đi lại ở Biển Đỏ trong bối cảnh Houthi tiếp tục tấn công tàu hàng.
Kể từ tháng 12 năm 2023, HMS Diamond đã bắt đầu tham gia chiến dịch bảo vệ thịnh vượng OPG, hoạt động bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu và duy trì hiện gần như liên tục ở khu vực nguy cơ cao tại đây. Hải quân Anh cho hay chiến hạm đã bị lực lượng Houthi tấn công ít nhất 3 lần, đánh chặn thành công 9 máy bay không người lái UAV bằng hệ thống tên lửa Sea Viper đẳng cấp thế giới và pháo trên hạm. Động thái thế tàu chiến thường trực ở Biển Đỏ có thể khiến năng lực tác chiến của OPG bị suy giảm. Do HMS Richmond chỉ trang bị tối đa 32 tên lửa phòng tầm bắn 25 km, so với HMS Diamond trang bị 48 quả đạn với tầm bắn 110 km. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết lực lượng Houthi tiếp tục bắn 6 tên lửa về phía nam Biển Đỏ và vịnh Aden, làm hư hại nhẹ một tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp trong khu vực. Về cuộc chiến Israel-Hamas, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA mới đây cho biết, các cuộc tấn công của Israel đã ảnh hưởng tới 84% cơ sở y tế ở Gaza, vùng đất đang bị bao vây toàn diện. Trong một tuyên bố trên nền tảng X, cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết, do tiếp tục bị bắn phá và hạn chế tiếp cận, chỉ có 4 trong 22 cơ sở y tế của UNRWA ở Gaza còn hoạt động. Cơ quan này cũng đăng tải những hình ảnh cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công do Israel thực hiện tại trung tâm y tế Sheikh Rawan, phía bắc Gaza. Israel chưa bình luận về thông tin. Israel đã phát động chiến dịch quân sự ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas vào nước này, khiến 1.200 người chết hôm 7 tháng 10. Theo Cơ quan Y tế Gaza, các hoạt động quân sự của Israel trong 4 tháng qua đã giết chết hơn 27.500 người Palestine và làm bị thương tới 67.000 người. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột cũng khiến 85% dân số Gaza phải di dời trong tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men trầm trọng, trong khi 60% cơ sở hạ tầng của vùng đất này bị hư hại hoặc phá hủy. Và thưa quý vị, Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir vừa công khai xin lỗi sau khi con trai ông ám chỉ Tổng thống Mỹ Joe Biden đang mắc bệnh Alzheimer trong một bài đăng trên nền tảng X. Thông tin được đài RT đăng tải. Suven Ben-Gvir, 18 tuổi, con trai ông Ben-Gvir, đã đăng tải bức ảnh của ông Biden cùng với nội dung: trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về Alzheimer, một căn bệnh thoái hóa não và là nguyên nhân phổ biến nhất hiện nay làm suy giảm nhận thức và gây chứng mất trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của con người. Bài đăng này sau đó đã bị xóa. Bộ trưởng Ben-Gvir sau đó lên tiếng xin lỗi, mô tả đây là một sai lầm nghiêm trọng. Trên Twitter, ông viết: Hợp chủng Hoa Kỳ là một đồng minh tuyệt vời của chúng ta và Tổng thống Joe Biden là bạn của Israel. Ngay cả khi không đồng ý với cách quản lý của ông ấy, tôi cũng không thể chấp nhận hành vi xúc phạm như vậy. Bộ trưởng Israel cũng đăng tải ảnh ông Biden kèm dòng bình luận: Xin lỗi ngài Tổng thống. Trong những ngày gần đây, ông Ben-Gvir đã liên tục chỉ trích Tổng thống Biden sau khi Mỹ thông báo trừng phạt 4 người Israel do liên quan đến tình trạng bạo lực chống lại người Palestine tại bờ Tây. Tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Israel cũng công khai thể hiện sự giận dữ vì Mỹ nhận định lời kêu gọi của ông về việc di dời người dân Palestine ra khỏi Gaza là hành vi gây kích động và vô trách nhiệm. Cũng theo đài RT, trong chuyến thăm Israel mới đây, Tổng thống Argentina Javier Milei đã thông báo chuyển đại sứ quán của nước này đến Tây Jerusalem. Hamas ngay lập tức lên tiếng phản đối. Tổng thống Argentina Milei đã được Ngoại trưởng Israel Katz tiếp đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau đó đến thánh địa Jerusalem và cầu nguyện tại bức tường phía Tây, một địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái, được cho là di tích cuối cùng của ngôi đền thứ hai. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy ông Milei bật khóc và ôm giáo sĩ Axel Warnisch, người được cho là ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo này cho vị trí đại sứ Argentina tại Israel. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: Tôi nồng nhiệt chào đón Tổng thống Javier Milei, người đã thông báo chuyển đại sứ quán Argentina đến Jerusalem. Chào mừng người bạn thân yêu của chúng tôi. Hamas, nhóm chiến binh Palestine điều hành Gaza, ra tuyên bố mô tả động thái của Tổng thống Argentina Milei là vi phạm quyền của người dân Palestine đối với vùng lãnh thổ của họ, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, coi Jerusalem là vùng đất bị chiếm đóng của người Palestine.
Jerusalem hiện bị chia cắt theo đường ranh giới đình chiến năm 1949, nhưng Israel đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này kể từ cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Cả Israel và Palestine được tuyên bố Jerusalem là thủ đô của đất nước mình. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden ngày 6 tháng 2 cho biết việc thông qua dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phía đối thủ đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Ông Biden phát biểu trước giới báo chí ngày 6 tháng 2 rằng tất cả các dấu hiệu cho thấy dự luật này thậm chí sẽ không được đưa ra sàn thượng viện. Tại sao? Đơn giản là vì ông Donald Trump, do ông Trump cho rằng điều đó không tốt cho ông ấy về mặt chính trị. Trước đó, ông Trump đã thúc đẩy các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội từ chối dự luật về an ninh biên giới và viện trợ quân sự công bố ngày 4 tháng 2. Dự luật này phân bổ 20,23 tỷ đô la Mỹ cho an ninh biên giới Mỹ, 60,06 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, 14,1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và cuộc xung đột ở Biển Đỏ và các khoản chi khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden kiên quyết ủng hộ dự luật này và kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách trong vài ngày tới để ông ký thành luật. Ngược lại, ông Donald Trump gọi nó là món quà cho đảng Dân Chủ và là lời trăn trối của đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng cần có một dự luật riêng biệt để giải quyết vấn đề nhập cư và biên giới, chứ không nên gắn với viện trợ nước ngoài. Vấn đề nhập cư đã trở thành một chủ đề thu hút nhiều sự chú ý từ các cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay. Dựa trên kết quả khảo sát hiện tại, nhiều khả năng rằng cựu Tổng thống Trump sẽ có màn tái đấu với ông Biden trong tháng 11 tới. Một thông tin liên quan, Hạ viện Mỹ cùng ngày đã bỏ phiếu chống lại việc luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Hồi tháng 1, phe Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ đã yêu cầu luận tội vị quan chức này vì cho rằng ông đã xử lý không đúng cách vấn đề di cư tại biên giới giáp với Mexico. Thông tin vừa được đài RT đăng tải. Trong phiên ngày 6 tháng 2, số phiếu chống lại việc luận tội ông Alejandro Mayorkas là 216 trên 430. Ngày 28 tháng 1, người của đảng Cộng hòa Hạ viện Mỹ công bố cáo buộc luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Trong cáo buộc, người của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết ông Mayorkas cố tình từ chối tuân thủ pháp luật một cách hệ thống, dẫn đến mất kiểm soát di cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico, đồng thời lên án ông ngăn cản điều tra của Quốc hội. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của phía đảng Cộng hòa vì ông bị cho là phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng dân nhập cư đang ngày càng xấu đi. Nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa cáo buộc ông Mayorkas từ bỏ hoạt động kiểm soát đối với biên giới và chỉ trích những nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm loại bỏ các điều khoản chăm sóc y tế công cộng được đặt ra nhằm giới hạn dân nhập cư xin tị nạn trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, cũng như việc hủy bỏ các hợp đồng xây tường biên giới được triển khai dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, hoàng tử Harry đã đáp chuyến bay xuống thủ đô London, Anh hôm thứ Ba ngày 6 tháng 2, một ngày sau khi thông tin vua cha là Charles Đệ Tam được chẩn đoán mắc ung thư được công bố rộng rãi. BBC đã phát sóng đoạn video cho thấy chiếc máy bay của hãng hàng không British Airways chở con trai út của quốc vương Anh hạ cánh xuống sân bay Heathrow. Theo các bức ảnh từ Reuters, đoàn xe của hoàng tử Harry được nhận diện bằng biển số đã đến dinh thự Clarence House của vua Charles. Reuters cùng ngày đưa tin nhà vua và vợ vương hậu Camilla đã rời cung điện Buckingham đến dinh thự Sandringham ở miền đông nước Anh bằng trực thăng. Vua Charles, 75 tuổi, được cho là sẽ bắt đầu quá trình phục hồi sức khỏe tại đây. Trước đó một ngày, Hoàng gia Anh thông báo đức vua mắc ung thư và sẽ tạm ngừng các hoạt động công chúng để tập trung điều trị bệnh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak tiết lộ căn bệnh ung thư của nhà vua được phát hiện sớm. Vua Charles lên ngôi sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tạ thế vào tháng 9 năm 2022. Và thưa quý vị, cựu Tổng thống Chile Sebastián Piñera vừa qua đời sau một vụ tai nạn trực thăng ở miền nam đất nước. Các chính phủ Mỹ Latin sau đó đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự việc đáng tiếc này. Thông tin được Reuters đăng tải. Các nhà lãnh đạo như Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Argentina Javier Milei,
cùng những cựu lãnh đạo phục vụ cùng thời với ông Piñera, bao gồm ông Evo Morales của Bolivia. Tất cả đã gửi thông điệp chia buồn đến người dân Chile và gia đình cựu tổng thống trên nền tảng X. Chiếc trực thăng chở ông Piñera, 74 tuổi, và ba người khác đã lao xuống hồ Lago Ranco, miền nam Chile. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cựu tổng thống, trong khi những hành khách còn lại sống sót vì có thể tự bơi vào bờ. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, ông Piñera là người điều khiển trực thăng vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tổng thống Chile Gabriel Boric đã ban bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm người tiền nhiệm. Ông Piñera là một chuyên gia kinh tế, một tỷ phú doanh nhân. Ông điều hành đất nước trong hai nhiệm kỳ từ năm 2010 đến 2014 và năm 2018 đến năm 2022. Reuters đưa tin cảnh sát Ecuador và Tây Ban Nha đã bắt giữ ít nhất 30 người như một phần trong cuộc điều tra chung nhằm triệt phá nhóm tội phạm xuyên biên giới có trụ sở tại Albany. Theo thông báo từ văn phòng Tổng trưởng lý Ecuador, lực lượng an ninh hai nước đã thực hiện gần 60 cuộc đột kích tại 6 tỉnh ở Ecuador và 4 thành phố ở Tây Ban Nha. Những nghi phạm đều liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy do một công dân Albany cầm đầu. Các đối tượng có quốc tịch gồm Colombia, Argentina, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ecuador và Albany. Trong cuộc họp báo, ông William Villarroel, người đứng đầu lực lượng chống chất cấm Ecuador, cho biết tổ chức này chuyên buôn lậu các chất bất hợp pháp. Chúng sử dụng các cảng của Ecuador để vận chuyển hàng đến Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó phân phối số chất cấm này khắp châu Âu. Trong hoạt động truy quét, các nhà điều tra còn tịch thu số tiền lên đến khoảng 483.000 đô la Mỹ và súng, xe cùng với các tài sản khác. Chiến dịch trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ecuador Daniel Noboa triển khai lực lượng vũ trang nhằm trấn áp các băng đảng tội phạm trong nước mà ông coi là khủng bố, sau khi làn sóng bạo lực bao trùm quốc gia Nam Mỹ này kể từ vụ vượt ngục ngoạn mục của tên trùm buôn ma túy khét tiếng Jose Adolfo Macias, thủ lĩnh băng nhóm Los Choneros có biệt danh là Fito. Ở châu Phi, một số vụ nổ đã xảy ra tại Bakara, khu chợ ngoài trời nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu của Somali. Ít nhất 10 người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ việc này. Thông tin được Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết. Hiện chưa có ai lên tiếng chịu trách nhiệm thực hiện các vụ nổ, nhưng theo Reuters, nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab thường có liên quan đến những vụ đánh bom ở Somali. Chính phủ cũng chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Bakara, khu chợ lớn nhất thủ đô Mogadishu của Somali, là nơi tập trung nhiều thương nhân buôn bán thực phẩm, quần áo, thuốc men, đồ điện và các mặt hàng khác. Hầu hết các cư dân thành phố đều đến đây để mua sắm hàng ngày. AFP đưa tin ít nhất 11 người bị thương sau khi sạt lở đất do mưa lớn chôn vùi hai xe buýt đón công nhân tại một mỏ vàng ở miền nam Philippines. Vụ việc xảy ra vào tối thứ Ba ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương tại làng Masara ở thành phố Maco thuộc tỉnh miền núi Davao de Oro trên đảo Mindanao sau nhiều ngày mưa lớn. Cơ quan ứng phó thảm họa của thành phố thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội. Trong số những người bị thương, có một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức không cho biết có bao nhiêu người trên xe buýt vào thời điểm xảy ra vụ lở đất. Theo Abax Mining, nhà điều hành mỏ vàng Philippines, sự việc được báo cáo bên ngoài khu mỏ, nơi hai xe buýt chờ công nhân kết thúc ca làm việc. Công ty cho biết trong một tuyên bố, công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn hạn chế và các trận lở đất vẫn tiếp tục xảy ra. Mưa lớn liên tục trút xuống nhiều khu vực ở Mindanao trong nhiều tuần qua, buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã ban bố lệnh di tản đối với 5 ngôi làng thuộc thành phố Macau, trong đó có làng Masara, nơi vừa chứng kiến vụ lở đất khiến nhiều người bị thương. Trong bản cập nhật mới nhất, cơ quan thảm họa quốc gia Philippines báo cáo ít nhất 16 người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt tại khu vực vào tuần trước. Theo Reuters, mới đây một đàn cá hổ kình, hay còn gọi là cá voi sát thủ, đã được phát hiện bị mắc kẹt trong lớp băng trôi ngoài khơi đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Cảnh quay từ trên cao do Reuters đăng tải cho thấy ít nhất 10 con cá voi sát thủ bị những tảng băng trôi vây hãm cách bờ biển thị trấn Roshu khoảng 1 km vào sáng thứ Ba ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương. Nhóm cá voi tụ tập lại với nhau và dường như đang cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hô hấp.
Tờ Yomiuri của Nhật Bản trước đó đưa tin những tảng băng trôi đang di chuyển về phía nam và đến bờ biển Rosu, thị trấn nằm trên bán đảo Shiretoko, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Cũng theo tờ báo này, vào năm 2005, 9 con cá voi sát thủ đã chết sau khi mắc kẹt trong lớp băng trôi ngoài khơi Rosu. Và đến đây thì chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.